Mâu Khương Xúc kính chào các bác nhé. Hôm nay tôi làm cái clip giới thiệu bộ tam đa gỗ Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn. Thì bộ này là tam đa ba ông tam đa Phúc Lộc Thọ đứng dưới gốc cây tùng ấy các bạn. Cái hàng này là rễ của nó rất là nhiều tinh dầu. Đây các bác trên màn hình các bác có thể thấy là ba ông Thọ này, ông Lộc này, ông Phúc này. Phúc Lộc Thọ đó, thì ba ông này là đường cao của nó là 20 cm, cái đường kính của nó là 6 phân đường kính đấy, có nghĩa là chiều dài, chiều ngang và chiều sâu ấy, là 6 phân 6 cm. Nó tròn đều, kiếm được cái gỗ tròn mà đục như này nó rất là ít, nó hiếm lắm. Thì cái hàng này thì nếu mà anh em nào thích ấy đến trực tiếp shop, hoặc là nếu mà anh em nào mà thiện chí thì có thể là tôi sẽ gửi ship tận nơi cho anh em. Thì cái hàng ba ông Phúc Lộc Thọ này lên tuyết rất là nhiều rồi, rất là đẹp, nó thơm như là muối mít vậy, thơm như là cái kẹo ấy. Tôi rất là thích cái mùi gỗ Hoàng Đàn này. Này các bác, tôi zoom gần lại cho các bác xem. Đục rất là tinh xảo và chi tiết nhé. Để ở đây mà nó thơm phức lên. Các bác mà để cái này mà để trong phòng để ở chỗ bàn uống nước ấy là cực kỳ thơm luôn. Thì ba ông này rất là đẹp. Đây tôi sẽ cho các bác xem mặt sau nhé. Mặt sau cũng lên tuyết rất là khủng. Đó, các bác thấy chưa? Mặt sau cũng lên tuyết rất là nhiều, đục. Đó, nó xem. Tuyết rất là khủng luôn. Đây bên trên này, gần như tuyết là tứ diện rồi. Bây giờ tôi sẽ review chi tiết cho các bác xem. Đây là bức Phúc này, Lộc này, đây là ông Lộc, rất là nhiều tuyết nhé, óng ánh rất là đẹp, khi mà chiếu đèn vào nó óng ánh rất là đẹp. Thì cái kiếm được cái khúc rễ này rất là khó. Gần như nó tròn luôn. Đây là ông Thọ này, anh em có thể thấy đục rất là kỹ. Hôm nay bị hơi bị ho, rất là đẹp. Này mà để trong tủ kính, xong là để bàn uống nước rất là độc đáo. Hàng này là đục tay 100%, là các bác nhìn các bác biết rồi. Ông Phúc này tay bế cháu, tượng trưng cho con cháu đầy đàn. Ông Lộc này, Lộc thì tượng trưng cho tiền tài. Thọ này tượng trưng cho sức khỏe này. Trên tay cầm trái đào tiên và cái gậy trường thọ. Nét mặt ba cụ rất là hoan hỷ nhá. Bên tôi là chuyên cung cấp những cái tượng cao cấp Hoàng Đàn, Bách Xanh, những cái tượng gỗ thơm, mộc hương. Mộc hương là phải gỗ phải thơm. Bên tôi không làm gỗ không có tinh dầu đâu. Ví dụ chắc rồi thì mun rồi thì các thứ loại gỗ bình thường không có tinh dầu là tôi không làm. Tôi chỉ làm gỗ tinh dầu thơm thôi. Như là huyết long này, rồi thì hoàng đàn, ngọc am, trầm hương, bách xanh. Đấy, là tôi làm những cái gỗ có mùi thơm. Mỗi loại nó lại mùi thơm khác nhau, nhưng mà riêng cái thằng hoàng đàn này thì
thơm cực kỳ quyến rũ luôn, nó rất là ngọt ngào và nó phảng phất, nó đi vào lòng người lắm. Cái gỗ này thì nó thơm cực kỳ luôn, nó ngọt như là sâm vậy, gọi là mộc sâm, sâm mọc trên núi đá vôi. Ở Lạng Sơn, duy nhất ở Lạng Sơn có cái loại gỗ này. Bách xanh thì phải bách xanh Mộc Châu, Sơn La. Còn Ngọc Am thì phải là Hà Giang thì mới là chuẩn chất gỗ nhé. Đó, các bác có thể thấy chi tiết. Các bác nào thích ấy, liên hệ số điện thoại của tôi. Tôi cũng có rất là nhiều bộ tam đa. Thì các bác nếu mà muốn thì về trực tiếp shop để xem trực tiếp thì nó dễ hơn là xem qua mạng như này. Xem qua mạng như này các bác có thể là, đây tôi quay rất là thực tế trực tiếp đây, mặt trước mặt sau tứ diện cho các bác xem. Các bác nếu mà các bác đặt hàng ấy, được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán nhé, tôi ship về tận nơi cho các bác thì được kiểm tra hàng. Bên tôi nó cái gì nó cũng phải ra cái đấy nó minh bạch nha, thì nó mới dễ dễ dàng làm ăn. Cái gì cái nó phải có chữ tín đấy, đứng dưới gốc cây tùng này. Nào tôi sẽ làm bộ đứng dưới gốc đào nhá. Đứng dưới gốc đào thì nó khó hơn chút, thì chúng ta cần phải cần phôi to hơn. Thì đứng dưới cái tùng này thì nó hay hơn. Dưới gốc đào, dưới gốc tùng, cái đường nét quần áo của ba cụ các bác có thể nhìn nó rất là mềm mại. Và cái bố cục sắp xếp để đục nó rất là cân xứng, các bác có thể nhìn toàn diện rất là đẹp, rất là ưng ý. Rồi có gì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của tôi sẽ tư vấn cho nhé. Chào các bác.